Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập hành trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi tìm ra 5 ngày vàng hốt bạc trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Mậu Tuất sinh 1958, gặp thời phất mạnh, đào trúng mỏ vàng, tài lộc bùng nổ, gặp thời đổi đời giàu có nhất dùng. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh 1958 thân mến, trong bài viết này có thể tìm được một phần bản thân mình đâu đó. Thực ra thì có nhiều người bảo tháng 10 âm lịch cũng chưa chắc đã tốt, kênh Minh Đường Tử Vi không bảo đúng, cũng không bảo sai, chỉ muốn nói là 8 tháng đầu năm từng được coi là tháng rất tốt cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958, nhưng mấy ai tận dụng được điều đó để thay đổi cuộc sống. Cho nên tháng tốt không có nghĩa là 100% thành công và tháng xấu hay không tốt lắm không có nghĩa là không làm được gì. Quan trọng là cách bản thân chúng ta ứng đối, luồn lách xử lý các tình huống và nắm bắt các cơ hội trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự đọc và thật sự ngẫm thì sẽ hiểu xu hướng năm sau như thế nào và bản thân mình cần làm những gì. Suy cho cùng, tháng năm tốt mà không được báo trước, chỉnh mãn rồi cũng lại hết tháng, còn chẳng bằng tháng không tốt, nhưng chuẩn bị trước ứng đối xuất sắc và thành công. Mong quý khán giả khi đọc thì thêm chút thời gian để ngẫm, vì nếu chỉ là báo tháng 10 âm lịch tốt xấu như thế nào, đơn giản thế thì Google cũng có mà thôi, đâu có mất nhiều thời gian của kênh Lộc. Mới đây nhất, sau khi xem tử vi từng tuổi trong 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng, tháng 10 âm lịch 2024 này, nếu như bản mệnh tuổi Mậu Tuất biết cách nắm bắt thời cơ và luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, thì bản mệnh sẽ được thần tài, quý nhân phù trợ, vận trình xoay chuyển, sự nghiệp tài lộc phất lên như diều gặp gió, nổ lộc trúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, mua nhà đẹp, sắm xe sang, làm từ thiện cứu vớt thiên hạ. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, kênh Lộc sẽ cùng với quý khán giả luận giải về tử vi của người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 10 âm lịch, giúp quý bản mệnh chẩn đoán được vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm gia đình và sức khỏe của bản thân, cũng như những thuận lợi và khó khăn khăn của mình. Đặc biệt, chúng tôi xin cảnh báo về 3 hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi tháng 10 âm lịch tuổi Mậu Tuất sinh 1958 mà chưa từng có ai tiết lộ, và chỉ cần tránh 3 hiểm họa này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời siêu giàu. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời giàu có, cuộc đời sang trang quý khán giả nhé. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan tử vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 10 âm lịch 2024. Bước sang tháng 10 âm lịch, tuổi Mậu Tuất sẽ chào đón một giai đoạn đầy hứa hẹn khi có sao Thiên Đức tới ghé thăm, mang đến nguồn năng lượng lạc quan và sự tự chủ mạnh mẽ. Những ai thuộc con giáp này sẽ cảm nhận rõ ràng tinh thần tự tin và ý chí quyết đoán trong từng bước đi của mình. Sự chủ động và quyết tâm này không chỉ giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn, mà còn lan tỏa đến những người xung quanh khiến họ tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của bạn. Đôi khi, bạn sẽ nhận thấy mọi người dễ dàng chấp nhận và làm theo những chỉ dẫn của mình một cách tự nhiên và sẵn lòng. Tháng 10 âm lịch này, tuổi Mậu Tuất như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, bản mệnh tràn đầy nhiệt huyết và luôn sẵn sàng cho những thay đổi mang tính đột phá. Những ý tưởng độc đáo mới lạ xuất hiện và bạn không ngần ngại biến chúng thành hành động, vượt qua những giới hạn của bản thân.
Sự sáng tạo và tiên phong của bạn không chỉ là động lực cho chính bạn, mà còn là ngọn đèn soi đường cho nhiều người khác. Mọi người xung quanh cảm nhận được năng lượng tích cực từ bạn và được truyền cảm hứng một cách tự nhiên. Ngoài ra, cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những cộng sự cũ cũng xuất hiện, đặc biệt nếu bạn và họ từng có những thành công trong quá khứ. Đây có thể là thời điểm vàng để tái hợp và cùng thực hiện những dự án đầy tham vọng. Hãy chuẩn bị cho những cuộc thảo luận quan trọng, nơi mà bạn có thể đưa ra những ý tưởng táo bạo mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, trong thời điểm này, điều quan trọng nhất là giữ vững lời hứa. Đôi khi sự hào hứng có thể khiến bạn đưa ra quá nhiều lời hứa, nhưng hãy nhớ rằng, việc thực hiện mới là điều quan trọng nhất. Một khi đã nói ra, bạn phải chắc chắn rằng mình sẽ hoàn thành những gì đã cam kết. Nếu không, sự tin tưởng từ người khác sẽ dễ dàng bị tổn thương. Về mặt tình cảm, sao Thiên Diêu xuất hiện trong thời điểm này báo hiệu sự đào hoa mạnh mẽ, dù bạn đang độc thân hay đã có đôi. Ngoại hình cùng với cách giao tiếp cuốn hút của bạn thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác giới. Tuy nhiên, cần phải tỉnh táo và giữ gìn ranh giới trong các mối quan hệ. Sự hấp dẫn có thể mang đến những cảm xúc mới lạ, nhưng đừng để bản thân bị cuốn vào những mối quan hệ ngoài luồng. Đặc biệt, nếu chúng gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, sự dứt khoát và thẳng thắn sẽ giúp bạn duy trì được sự cân bằng cần thiết trong cuộc sống. Tháng 10 âm lịch hứa hẹn mang đến cho tuổi Mậu Tuất nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đòi hỏi bạn phải kiên định và trách nhiệm với những quyết định của mình. Hãy tận dụng nguồn năng lượng tích cực để tạo dựng những bước tiến vững chắc trong công việc và cuộc sống. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 10 âm lịch. Bước vào tháng 10 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất dường như nở rộ, đặc biệt là nhờ vào sự thông minh, nhanh nhẹn và khiếu hài hước vốn có của bản thân. Những phẩm chất này giúp bạn tạo dựng được những mối quan hệ rộng rãi, mang lại lợi thế không nhỏ trong việc kinh doanh, buôn bán. Những kết nối này không chỉ giúp bạn có được nguồn hỗ trợ đáng kể, mà còn là cầu nối giúp sự nghiệp thêm vững vàng. Trong thời điểm này, sự xuất hiện của sao chính ấn đóng vai trò vô cùng quan trọng, tương trợ mạnh mẽ cho những dự án mà bạn tham gia. Đây chính là thời điểm thuận lợi để bạn tiếp tục triển khai hoặc mở rộng những kế hoạch còn dang dở. Những khó khăn mà bạn lo ngại bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhờ vào sự hỗ trợ này. Chính sự nhạy bén và khả năng phán đoán chính xác của bạn cũng góp phần giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn. Ngoài ra, sự xuất hiện của một đối tác tiềm năng trong thời điểm này cũng là dấu hiệu tốt cho những ai đang tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, bạn cần phải luôn giữ sự tỉnh táo và cẩn trọng trước khi quyết định bắt tay vào bất kỳ dự án lớn nào. Hãy thử làm việc cùng họ trong một vài dự án nhỏ để đánh giá sự phù hợp và hiệu quả làm việc chung. Điều này không chỉ giúp bạn tránh được rủi ro, mà còn tạo điều kiện để xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững hơn. Đối với nam mệnh tuổi Mậu Tuất, sao Thái Dương các tinh xuất hiện như một ngọn đèn soi sáng cho con đường sự nghiệp của bạn. Những thuận lợi và thành công liên tiếp có thể khiến bạn cảm thấy như đang bước trên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc bạn cần giữ đôi chân mình vững trên mặt đất. Thành công dù lớn đến đâu cũng chỉ là tạm thời. Nếu bạn không tiếp tục nỗ lực, hãy tận dụng khoảng thời gian này để vạch ra những kế hoạch hành động tiếp theo với những mục tiêu cao hơn nhằm đảm bảo sự phát triển liên tục và bền vững. Đừng để mình bị cuốn vào cảm giác ngủ quên trên chiến thắng. Việc duy trì sự tỉnh táo và định hướng rõ ràng sẽ giúp bạn không chỉ vượt qua những khó khăn hiện tại mà còn mở rộng cơ hội trong tương lai. Bạn có thừa khả năng để đạt được những thành công mới, nhưng điều quan trọng là phải luôn tiến bước, không ngừng học hỏi và sẵn sàng cho những thách thức tiếp theo. Tháng 10 âm lịch này là thời gian để bạn củng cố con đường công danh sự nghiệp của mình, cũng xây dựng những mối quan hệ hợp tác bền vững và phát triển kế hoạch dài hạn cho tương lai. Với sự hỗ trợ của các sao tốt, hãy tự tin bước tiếp, đồng thời cũng cần tỉnh táo và không ngừng nỗ lực. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch đánh dấu một giai đoạn thịnh vượng về tài chính cho người tuổi Mậu Tuất, với những quyết định thông minh và sáng suốt trong việc quản lý đầu tư tài chính. Bạn đã tạo ra một dòng chảy liên tục của các nguồn thu, những khoản tiền lần lượt đổ về mang lại cho bạn cảm giác an toàn và ổn định về kinh tế. Sự sung túc này không phải là điều may mắn bất ngờ,
mà chính là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực bền bỉ, những khó khăn mà bạn đã vượt qua trong suốt thời gian dài. Có thể bạn đã trải qua nhiều công việc khác nhau, chấp nhận những thử thách và gian truân để gia tăng thu nhập. Giờ đây, những gì bạn gặt hái là thành quả ngọt ngào sau chuỗi ngày không ngừng cố gắng. Đặc biệt, đối với những ai duy trì lối sống tiết kiệm, khéo léo trong chi tiêu, đây là lúc bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ như một cách để tôn vinh những nỗ lực của bản thân. Một trong những dấu hiệu may mắn của thời điểm này là sự xuất hiện của sao Bát Bạch bay về hướng chính Bắc. Đây là dấu hiệu vô cùng tốt cho những ai làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Cơ hội phát tài dường như đang đến rất gần, mang lại thành công và sự ngưỡng mộ từ nhiều người xung quanh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, thành công này không đến từ sự may mắn tức thời mà là thành quả của nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, sự kiên trì và tâm huyết mà bạn đã bỏ ra. Tháng 10 âm lịch này cũng là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc việc chia sẻ may mắn của mình với những người có hoàn cảnh khó khăn. Một khoản tiền nhỏ dành cho từ thiện không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn mang lại cho bạn niềm vui và cảm giác bình yên trong tâm hồn. Việc cho đi không làm ảnh hưởng nhiều đến tài chính của bạn, nhưng lại có sức mạnh lớn trong việc nhân lên niềm hạnh phúc và sự an lạc. Với một thời điểm tài lộc dồi dào như thế này, hãy tiếp tục giữ vững sự tỉnh táo, sáng suốt trong các quyết định về tiền bạc. Đừng quên rằng, việc bảo vệ và gia tăng tài sản là một quá trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo trong việc quản lý. Bạn đã đạt được nhiều thành công, nhưng cũng đừng ngần ngại mở lòng và chia sẻ niềm vui ấy với những người xung quanh. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch đánh dấu sự thay đổi thời tiết rõ rệt khi cái lạnh bắt đầu lan tỏa. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất. Đây là thời điểm cơ thể cần được chăm sóc đặc biệt, nhất là đối với những ai đã bước vào độ tuổi cao niên. Khi mạch máu dễ gặp vấn đề gây ra nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim, do đó, việc chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này cần được đặt lên hàng đầu. Đối với việc tập luyện, mặc dù vận động thể chất là điều cần thiết để duy trì sức khỏe, bạn cần phải lựa chọn những bài tập phù hợp với thể trạng hiện tại. Các bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hoặc các động tác giãn cơ sẽ giúp lưu thông khí huyết mà không gây áp lực quá lớn lên cơ thể. Tránh những hoạt động quá sức vì chúng có thể gây tác động xấu đến tim mạch và sức khỏe tổng thể của bạn. Thời tiết tháng 10 âm lịch thay đổi nhanh chóng giữa nóng và lạnh, vì vậy, việc chọn trang phục sao cho phù hợp cũng là điều cần được lưu ý. Mặc nhiều lớp áo sẽ giúp bạn dễ dàng điều chỉnh theo nhiệt độ môi trường, tránh bị cảm lạnh hoặc sốc nhiệt, đặc biệt vào buổi sáng và buổi tối. Khi nhiệt độ xuống thấp, hãy giữ ấm cơ thể bằng áo khoác hoặc khăn quàng để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, bạn nên chú ý đến lối sống và thói quen sinh hoạt của mình. Đối với những người thường xuyên tụ tập uống rượu chè với bạn bè, đây là thời điểm nên hạn chế các hoạt động này. Việc lạm dụng rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến cơ thể trở nên suy yếu, khó phục hồi khi thời tiết khắc nghiệt. Thay vào đó, hãy tận dụng thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân tại nhà, đọc sách, nghe nhạc hoặc xem một bộ phim yêu thích. Điều này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn tạo ra không gian tĩnh lặng để tạo năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Để giảm căng thẳng sau một ngày dài, việc nghe nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ có thể là giải pháp tuyệt vời giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Những bản nhạc êm dịu sẽ giúp cơ thể thư giãn, đầu óc thả lỏng, từ đó tạo điều kiện cho giấc ngủ ngon và sâu hơn. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng giấc ngủ, mà còn góp phần tăng cường sức khỏe toàn diện. Tháng 10 âm lịch này, tuổi Mậu Tuất cần chú ý hơn đến việc bảo vệ sức khỏe, từ chế độ tập luyện đến sinh hoạt hàng ngày. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, lắng nghe cơ thể để có những biện pháp phù hợp, đảm bảo sức khỏe tốt cho những tháng tiếp theo. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, nguyệt lệnh quan đới khiến người tuổi Mậu Tuất sống cảm xúc hơn, bạn nhạy cảm hơn, hay giận hờn mỗi khi không đạt được mong muốn. Nếu mối quan hệ tình cảm của bạn đang đi vào ngõ cụt, đừng hoảng loạn, mà hãy xem đây là cơ hội để bạn nhìn nhận và đánh giá lại tình cảm giữa bạn và các thành viên trong gia đình. Điều quan trọng là bạn phải làm rõ, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của con cháu trong nhà. Bên cạnh đó, tháng 10 âm lịch cũng là thời điểm để con giáp tuổi Mậu Tuất kết nối lại với những mối quan hệ cũ.
hãy mời đối phương đi ăn tối hoặc một buổi tiệc nho nhỏ tại gia để thắt chặt tình cảm. Thế nhưng, ngũ hành xung khắc chỉ ra một số rắc rối trong đời sống tình cảm. Khi có những người xa đà với mối quan hệ không lành mạnh, bạn rơi vào tình huống bỏ thì thương mà dương thì tội. Bạn cần chấm dứt càng sớm càng tốt nếu không muốn rắc rối ngày càng gia tăng. Cẩm nang dượng dận trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Khẩu quyết: những kẻ xấu thường núp bóng người tốt, nhớ cẩn trọng hơn. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu đỏ. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết những cơ hội và thay đổi đáng chú ý trong tháng 10 âm lịch. Cùng với cẩm nang dượng dận trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, điều này sẽ giúp cho quý bản mệnh biết được thời điểm vàng trong tháng 10 âm lịch. Tử vi từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất có những khoảng thăng trầm trong tuần này. Tuy nhiên, chỉ cần bạn cố gắng thì không khó khăn nào không thể vượt qua. Đầu tuần, đồng nghiệp có thể nghi ngờ hoặc cô lập bạn, song thành tích bạn gặt hái được vào cuối tuần sẽ khiến mọi người phải nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa. Trong 7 ngày này, tiếc rằng tình hình tài chính chưa có biến động rõ rệt. Đầu tuần, người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản kha khá, nhưng sau đó bạn sẽ phải dành nhiều thời gian và công sức để mở rộng thị trường, làm quen với đối tác, dốc vốn kinh doanh, tạm thời chưa thể thu về lợi nhuận. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên người tuổi Mậu Tuất cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Tuần này phương diện tình cảm cũng khá ảm đạm, dường như mối quan hệ giữa vợ chồng Mậu Tuất đang ngày một xa cách. Nếu bạn không chủ động tìm cách níu kéo, người thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân, giành lấy niềm hạnh phúc mà bạn đã tốn công gây dựng suốt bấy lâu. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu vàng. Con số may mắn là 05, 33 và 94. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 trong tháng 10 âm lịch cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Đầu tuần là khoảng thời gian khó khăn đối với người tuổi Mậu Tuất trên phương diện sự nghiệp. Mậu Tuất có thể bị cấp trên hoặc đồng nghiệp chèn ép. Song đừng vì thế mà nghĩ tới việc bỏ cuộc. Hãy coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, khiến mình trở nên cứng cỏi hơn. Tình hình tài chính cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Có lẽ đã đến lúc bản mệnh dừng lại để đánh giá những gì mình đã và đang làm. Nếu có phát hiện lỗi sai ở đâu, bạn cũng nên nhanh chóng sửa đổi, như vậy mới không trở nên tụt hậu so với đối thủ. Tuần này có sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Tuy nhiên, bạn lại không thực sự mong muốn đến với ai. Chính vì vậy, bạn tỏ vẻ khá dửng dưng và tìm cách từ chối đối phương, dù trong lòng Mậu Tuất cũng biết đó là một đối tượng khá triển vọng. Mối quan hệ giữa vợ chồng Mậu Tuất đang trở nên ngày càng căng thẳng, bởi không ai chịu nhường nhịn ai. Nếu muốn gia đình yên ổn, hai người chớ nên chấp nhặt với nhau, hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương xem sao, biết đâu Mậu Tuất sẽ có cách hành xử khác. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu xanh. Con số may mắn là 09, 81 và 75. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng, tuần này, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất không có nhiều biến động tích cực. Mậu Tuất cần chú ý hơn trong các mối quan hệ với đồng nghiệp cũng như với lãnh đạo, chớ nên làm mọi việc theo ý mình mà khiến bầu không khí nơi làm việc trở nên căng thẳng. Tình hình tài chính trong tuần này có điểm sáng, chủ yếu là với người làm ăn kinh doanh, các kế hoạch vào nguồn nên bạn không cần phải quá vất vả cũng vẫn thu tiền về đầy túi. Tuy nhiên, con giáp này vẫn chớ nên chủ quan, lơ là, tạo điều kiện để kẻ khác vượt qua. Thêm vào đó, sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên cho tuổi Mậu Tuất, làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không dù tiền rủng rỉnh đến đâu thì dần dần Mậu Tuất cũng rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Tuần này,
chuyện tình duyên cũng chưa có nhiều khởi sắc, người đã lập gia đình nên chủ động hơn trong việc xuống nước làm lành với nửa kia. Bản mệnh chớ đặt kia tôi cá nhân lên quá cao, lúc nào cũng muốn người ấy phải chiều theo mong muốn của mình. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu xám và màu cam. Con số may mắn là 24, 65, 98 và 70. Cuối cùng là tử vi tuần 4 trong tháng 10 âm lịch cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Tuần này nhìn chung là một tuần khá thuận lợi đối với người tuổi Mậu Tuất, dù không phải điều gì cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Cấp trên có thể giao cho Mậu Tuất những nhiệm vụ khó khăn, song nếu bạn tập trung hoàn thành thì nó có thể trở thành cơ hội để Mậu Tuất thăng tiến. Phương diện tài lộc cũng có những tiến triển khả quan, bản mệnh tìm ra hướng đi mới nên nhanh chóng vượt lên trên đối thủ, dù hơi vất vả một chút. Song Mậu Tuất vẫn có thể nhận thấy rằng mọi sự cố gắng của mình đều được đền đáp xứng đáng, tuổi Mậu Tuất sẽ thu được tiền về đầy túi. Tuần này thái âm chiếu mệnh, giúp nhân duyên của người độc thân có ít nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nếu muốn tìm được người phù hợp thì Mậu Tuất nên chủ động hơn. Tin rằng, với tính cách thú vị của mình, bạn có thể thu hút được rất nhiều đối tượng khác giới. Với những người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người đã ổn định hơn trước đây. Dù đôi khi vẫn khó tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng thông qua những mâu thuẫn ấy, đôi bên thêm hiểu và thông cảm hơn cho nhau. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu cà phê và màu nâu. Con số may mắn là 96, 54, 40 và 13. Quý khán giả thân mến, ngay sau đây sẽ là 3 điều cấm kỵ mà tuổi Mậu Tuất sinh 1958 cần tránh trong tháng 10 âm lịch 2024. Một là tránh xung đột và tranh cãi trong tháng 10 âm lịch. Người tuổi Mậu Tuất dễ gặp phải những căng thẳng trong giao tiếp, xung đột không đáng có trong gia đình hoặc công việc. Những mâu thuẫn này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng mà còn làm suy giảm sức khỏe, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn. Đặc biệt, việc không giải quyết kịp thời những tranh cãi có thể gây ra hậu quả dài hạn. Cách hóa giải: sử dụng lời nói nhẹ nhàng khi trò chuyện. Bạn cần giữ giọng điệu ôn hòa, tránh những lời lẽ gay gắt. Hãy lắng nghe và thấu hiểu người khác trước khi bày tỏ quan điểm cá nhân. Thực hành thiền định. Thiền định hàng ngày giúp bạn tĩnh tâm, giữ được sự bình an trong tâm trí, từ đó dễ dàng tránh xa những tình huống căng thẳng. Đeo trang sức phong thủy đá quý như thạch anh hồng và ngọc lục bảo, giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực, hóa giải xung đột và giúp gia tăng sự hài hòa trong các mối quan hệ. Hai là tránh đầu tư lớn hoặc thay đổi công việc. Tháng 10 âm lịch là khoảng thời gian mà người tuổi Mậu Tuất cần cẩn trọng với các quyết định liên quan đến tài chính. Đầu tư lớn hoặc thay đổi công việc có thể không mang lại kết quả như mong đợi, thậm chí có thể gây ra những tổn thất không lường trước được. Thời điểm này không phù hợp cho những thay đổi đột ngột trong lĩnh vực tài chính hay sự nghiệp. Cách hóa giải: đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Hãy cân nhắc thật cẩn thận và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực đó. Thực hiện các dự án nhỏ thay vì mạo hiểm với những khoản đầu tư lớn, bạn nên tập trung vào các dự án nhỏ, an toàn và có khả năng kiểm soát tốt hơn. Sử dụng vật phẩm phong thủy, đặt cây tài lộc và đồng tiền may mắn hoặc các vật phẩm phong thủy khác tại nhà hoặc nơi làm việc để tăng cường vận may và ổn định tài chính. Ba là tránh đi xa hoặc tham gia vào các hoạt động mạo hiểm. Tháng 10 âm lịch không phải là thời gian thích hợp để người tuổi Mậu Tuất thực hiện những chuyến đi xa hay tham gia vào các hoạt động mạo hiểm. Nguy cơ gặp phải tai nạn hoặc những sự cố bất ngờ là khá cao. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia vào các hành trình dài hoặc những hoạt động tiềm ẩn rủi ro. Cách hóa giải: lên kế hoạch kỹ lưỡng nếu có việc cần thiết phải di chuyển. Hãy chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng từ trước và luôn mang theo những vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân. Chọn ngày tốt nếu có thể. Chọn những ngày tốt hợp với tuổi của bạn để xuất hành nhằm giảm thiểu rủi ro và tránh các điều không may mắn. Đeo vật phẩm bảo vệ, mang theo bùa hộ mệnh hoặc vòng tay phong thủy có tác dụng bảo vệ như mã não hoặc đá mắt hổ để tăng cường sự an toàn, giúp bạn luôn được bảo vệ trước những rủi ro tiềm ẩn. Tháng 10 âm lịch này, người tuổi Mậu Tuất cần thận trọng trong các mối quan hệ tài chính và các kế hoạch di chuyển.
Bằng cách áp dụng những biện pháp phòng ngừa phù hợp, bạn sẽ giữ được sự bình an và tránh xa những rủi ro đáng có. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Dây tuổi Mậu Tuất sinh 1958 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Tý. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh. Tuổi Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh. Bên cạnh đó, tuổi Mậu Tuất cũng thông minh, thậm chí còn cấp tiến trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy. Cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Sửu. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt. Hai hành tinh này đều có giác quan kinh doanh khá nhạy bén. Tuổi Sửu tin tưởng tuổi Mậu Tuất và ngược lại, tuổi Mậu Tuất chẳng bao giờ phải lăng tăng về tuổi Sửu. Tuổi Sửu vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận ngay từ bước đầu. Còn tuổi Mậu Tuất có biệt tài đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Dần. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Dần và sự trung thành đáng tin cậy của tuổi Mậu Tuất. Thỉnh thoảng, tuổi Mậu Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà tuổi Mậu Tuất thấy không hài lòng nhất ở tuổi Dần là đôi khi tuổi Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn tuổi Mậu Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Mão. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của tuổi Mão sẽ khiến tuổi Mậu Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, tuổi Mậu Tuất có tài kinh doanh cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động, nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Thìn. Nếu hai hành tinh này có quan hệ làm ăn với nhau, họ sẽ làm việc hết sức để bảo vệ người kia, công ty. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là họ phải hiểu được mục tiêu của nhau. Tuổi Mậu Tuất làm việc chăm chỉ và biết cách phân bổ thời gian. Hai đức tính này làm tuổi Thìn rất hài lòng. Tuổi Thìn rất may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng tuổi Mậu Tuất đôi khi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm việc với con giáp này. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Tỵ. Hai tuổi này kết hợp làm ăn cũng sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và liên tục đi lên nếu cùng làm ăn với nhau. Cả hai hành tinh này đều giỏi giao tiếp. Người tuổi Mậu Tuất phân biệt phải trái rất rõ ràng. Bên cạnh tuổi Mậu Tuất là tuổi Tỵ rất thông minh. Tuổi Tỵ không chỉ tin vào logic mà còn dựa vào cả trực giác để phán đoán công việc. Bởi vậy rất ít khi tuổi Tỵ mắc sai lầm trong kinh doanh. Hơn thế nữa, tuổi Tỵ còn rất may mắn với chuyện kiếm tiền. Do đó, chuyện làm ăn của họ liên tục phát triển. Trong đó, tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Ngọ. Nếu là đối tác trong kinh doanh, tuổi Mậu Tuất và tuổi Ngọ sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên. Hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất. Vì cả tuổi Ngọ và tuổi Mậu Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi bạn bè. Hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của tuổi Mậu Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của tuổi Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Mùi. Khi là bạn làm ăn kinh doanh, tuổi Mậu Tuất và tuổi Mùi có thể hỗ trợ nhau tốt hơn với khả năng ngoại giao tốt. Tuổi Mậu Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong công việc, giao thiệp với khách hàng. Tuổi Mậu Tuất rất trọng chữ tín. Khi làm một việc gì đó, Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Thân sẽ giữ vai trò như người đứng đầu. Tuổi Mậu Tuất sẽ chỉ đi bên phụ giúp cho tuổi Thân. Tuổi Thân có khả năng thuyết phục khách hàng và tuổi Mậu Tuất sẽ là người tiếp tục duy trì mối quan hệ làm ăn đó. Tuổi Mậu Tuất có khả năng đặc biệt trong việc nhìn nhận sự việc và đánh giá con người. Do đó, tuổi Mậu Tuất có thể sử dụng khả năng đặc biệt này để trợ giúp cho tuổi Thân tránh được những rủi ro đáng tiếc. Không khí nơi làm việc của hai người rất vui vẻ và sôi nổi,
việc kinh doanh sẽ rất phát đạt nhờ vào sự bạo dạn của tuổi Thân, tuổi Mậu Tuất và tuổi Dậu. Có thể nói khi là đối tác kinh doanh, tuổi Mậu Tuất và tuổi Dậu kết hợp ăn ý hơn ở các lĩnh vực khác. Cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ năng kinh doanh, tuổi Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng ít khi tham gia vào các công việc quá mạo hiểm, tuổi Mậu Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để tuổi Dậu đặt niềm tin. Hơn thế nữa, tài ngoại giao của tuổi Mậu Tuất sẽ giúp cho công việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển vươn xa. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, hai người tuổi Tuất sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể làm ăn chân chính, bởi người tuổi Mậu Tuất phân biệt rất rõ chuyện phải trái. Họ sẽ chọn cho mình công việc liên quan đến chính trị, môi trường hoặc một số lĩnh vực khác mà họ tin là họ sẽ đảm nhiệm tốt. Họ có khả năng giao tiếp tốt tại nơi làm việc, bởi vậy nên khách hàng luôn tìm tới, đôi khi họ dò đoán một chút, nhưng có thể bị thuyết phục. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Hợi. Nếu hai con giáp này là đối tác làm ăn, tuổi Mậu Tuất với năng lượng dồi dào và tài ngoại giao sẽ đóng vai trò là người tiền tuyến. Tuổi Hợi chăm chỉ làm việc và làm việc có kế hoạch, sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của tuổi Mậu Tuất. Tuổi Mậu Tuất cũng rất chăm chỉ, đặc biệt với những công việc yêu thích. Tính thích ổn định của tuổi Hợi và tính trung thực của tuổi Mậu Tuất sẽ giúp công ty chung của họ phát triển tốt. Bởi vậy, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt trong chuyện làm ăn. Quý cô bác tuổi Mậu Tuất sinh 1958 thân mến, để giúp cô bác nắm rõ hơn về những ngày cần chú ý trong tháng 10 âm lịch 2024 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những ngày nào là cát lợi, mang lại may mắn và ngày nào cần tránh để mọi việc được thuận buồm xuôi gió hơn nhé. Dưới đây là các ngày tốt trong tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958, để cô bác có thể tận dụng tiến hành những công việc quan trọng, mang lại may mắn và thành công. Ngày mùng 6, ngày 12, ngày 15 và ngày 20 tháng 10 âm lịch, chi tiết cụ thể như sau. Ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch, tức ngày 6 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Ngày này tốt cho công việc khởi dựng sự nghiệp, ngày mùng 6 là một trong những ngày cát lợi đầu tháng, rất thích hợp cho những cô bác còn đang làm việc hoặc có dự định quan trọng liên quan đến kinh doanh và đầu tư. Với những người tuổi Mậu Tuất vẫn còn tham gia vào các dự án hay công việc, đây là thời điểm mà tinh thần sáng suốt, khả năng phân tích nhạy bén, giúp cô bác đưa ra những quyết định sáng suốt. Nếu có kế hoạch ký kết hợp đồng hay hợp tác với đối tác mới, hãy lựa chọn ngày này để tiến hành, vì vận khí tốt sẽ mang lại nhiều thuận lợi và thành công. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, thì ngày mùng 6 cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực, khuyến khích cô bác tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng hoặc công tác từ thiện. Đây không chỉ là cách giúp bản thân cảm thấy có ích, mà còn tạo dựng được những mối quan hệ mới, củng cố tinh thần lạc quan và vui vẻ. Tài lộc ngày này được dự báo sẽ có những tiến triển tích cực đối với những người đang đầu tư kinh doanh. Việc thu về lợi nhuận là rất khả quan, cô bác có thể cân nhắc mở rộng kinh doanh và đầu tư thêm hoặc thử sức trong các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, dù ngày này là ngày cát lợi, nhưng cô bác vẫn nên cẩn trọng, tránh quá tham vọng mà đầu tư vào những lĩnh vực không nắm chắc. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính đến từ các khoản hỗ trợ của gia đình và con cháu cũng ổn định, tuy không có biến động lớn, nhưng ngày này có thể nhận được những tin vui bất ngờ về tiền bạc từ các khoản tích lũy hoặc con cháu biếu tặng. Gia đạo trong ngày mùng 6 âm lịch. Ngày mùng 6 là thời điểm tốt để cô bác dành thời gian bên gia đình, hâm nóng tình cảm với con cháu. Những buổi sum họp gia đình vào ngày này sẽ diễn ra trong không khí đầm ấm và hạnh phúc. Cô bác nên tổ chức các hoạt động gia đình như bữa cơm chung hay chia sẻ những câu chuyện cũ để kết nối tình cảm thêm bền chặt. Nếu có những khúc mắc trước đó trong gia đình, đây cũng là thời điểm lý tưởng để hóa giải, giúp không khí trở nên hòa thuận, êm ấm hơn. Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày này được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, cô bác vẫn cần chú ý chăm sóc bản thân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến xương khớp do thời tiết chuyển mùa. Một chút vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh sẽ rất tốt cho sức khỏe. Đừng quên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tránh căng thẳng. Tiếp theo là ngày 12 tháng 10 âm lịch, tức ngày 12 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Dần, Thìn, Dậu, Hợi. Ngày 12 rất dưỡng tài lộc, may mắn trong gia đình và sự nghiệp. Với những ai vẫn còn tham gia công việc,
ngày 12 âm lịch là một ngày lý tưởng để thúc đẩy các dự án dang dở. Công việc diễn ra suôn sẻ, các trở ngại trước đây sẽ dần được tháo gỡ nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc những người có uy tín trong lĩnh vực làm việc của cô bác. Đây cũng là thời điểm thích hợp để khởi động các ý tưởng mới hoặc thử nghiệm các hướng đi mới mà trước đó còn do dự. Tài lộc. Trong ngày 12 âm lịch được coi là ngày may mắn về tài lộc, những cô bác đang kinh doanh có thể thấy tài chính tăng trưởng, các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khả quan. Đặc biệt, nếu cô bác có kế hoạch mua sắm hoặc chi tiêu cho những món đồ lớn, đây là thời điểm tốt để thực hiện mà không lo gặp rủi ro tài chính. Đối với những người đang nghỉ hưu, cô bác có thể nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ con cháu hoặc có những khoản thu bất ngờ từ các nguồn tài chính cũ. Đây cũng là thời điểm cô bác nên suy nghĩ đến việc tích lũy tài chính cho các kế hoạch lâu dài hoặc đóng góp vào các quỹ từ thiện. Về gia đạo. Ngày 12 âm lịch là một ngày mang lại sự vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình. Đây là thời điểm thích hợp để gia đình sum họp. Cô bác có thể tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ, cùng con cháu chia sẻ những kỷ niệm và câu chuyện gia đình. Ngày này cũng là dịp tốt để hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Về sức khỏe. Ngày 12 âm lịch, sức khỏe của cô bác khá ổn định. Tuy nhiên, nên chú ý đến việc giữ ấm cơ thể vào những ngày lạnh, đặc biệt là về đêm. Cô bác cũng cần duy trì lối sống lành mạnh, tập trung vào chế độ dinh dưỡng, tránh các thực phẩm có hại cho sức khỏe. Thể dục thể thao vừa phải sẽ giúp cô bác cảm thấy thoải mái và thư thái hơn. Ngày 15 tháng 10 âm lịch, tức ngày 15 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất. Ngày này tốt cho công việc và gia đình. Về sự nghiệp. Ngày 15 âm lịch là một ngày thuận lợi cho những ai đang làm việc hoặc có dự định khởi sự công việc mới. Đây là thời điểm mà cô bác có thể bắt đầu những dự án quan trọng hoặc đưa ra những quyết định lớn liên quan đến sự nghiệp. Nếu có vấn đề nào cần giải quyết, hãy sử dụng ngày này để hành động, vì mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi hơn so với những ngày khác. Về tài lộc. Tài lộc trong ngày 15 âm lịch khá ổn định, đặc biệt đối với những người đang kinh doanh hoặc đầu tư. Đây là thời điểm tốt để kiểm soát các nguồn tài chính, đánh giá lại các khoản đầu tư hiện tại và có thể quyết định mở rộng thêm nếu cần thiết. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc chi tiêu và đầu tư lớn. Về gia đạo. Ngày 15 âm lịch là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Cô bác có thể tận dụng ngày này để tạo thêm sự kết nối với con cháu hoặc tổ chức những hoạt động chung để gia đình thêm phần gần gũi. Nếu có những mâu thuẫn nhỏ trước đây trong gia đình, hãy dùng ngày này để hòa giải, giúp mọi việc êm ấm và gia đình hạnh phúc hơn. Về sức khỏe. Sức khỏe trong ngày này cần được chú ý, đặc biệt đối với những ai có tiền sử bệnh về xương khớp hoặc huyết áp. Thời tiết thay đổi có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định. Vì vậy, cô bác cần lưu ý chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngày 20 tháng 10 âm lịch, ngày này dưỡng tài lộc và gia đạo. Về sự nghiệp. Đối với những người vẫn còn tham gia công việc, ngày 20 âm lịch sẽ là thời điểm lý tưởng để giải quyết các công việc quan trọng hoặc tiến hành các dự án lớn. Cô bác sẽ có cơ hội được hỗ trợ bởi những người có uy tín và những nỗ lực trước đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy tận dụng thời gian này để tiến hành các công việc cần sự tập trung và đầu tư lớn. Về tài lộc. Ngày 20 âm lịch là ngày dưỡng tài lộc, sẽ rất phù hợp cho việc kinh doanh đầu tư. Những cô bác đang có kế hoạch đầu tư lớn hoặc mở rộng kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày này. Cơ hội sinh lời là rất cao, các khoản đầu tư mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc đưa ra các quyết định mạo hiểm. Về gia đạo. Ngày 20 là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Những buổi sum họp, trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình sẽ mang lại không khí vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có thể, cô bác nên dành thời gian để tổ chức các hoạt động gia đình như ăn uống, du lịch ngắn ngày để tạo thêm sự gắn kết với con cháu. Về sức khỏe. Trong ngày này, sức khỏe của cô bác tương đối tốt, nhưng cần lưu ý đến chế độ ăn uống, đặc biệt là giảm thiểu các thực phẩm có hại cho hệ tiêu hóa. Vận động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cô bác cảm thấy khỏe mạnh và tươi tắn hơn. Dưới đây là ngày xấu trong tháng 10 âm lịch 2024 mà tuổi Mậu Tuất sinh 1958 cần thận trọng. Đó là ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Ngày xấu, cần cẩn trọng về tài lộc và sức khỏe về sự nghiệp. Vào ngày mùng 3 âm lịch,
những cô bác tuổi Mậu Tuất còn đang làm việc hoặc tham gia các hoạt động kinh doanh cần đặc biệt thận trọng. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa ra các quyết định quan trọng. Mọi việc có thể gặp trắc trở, khó khăn không lường trước, dẫn đến kết quả không như mong muốn. Nếu cô bác đang quản lý các dự án thì nên tránh khởi sự hoặc đưa ra các kế hoạch mới trong ngày này, đặc biệt là những cuộc gặp gỡ với đối tác. Thương thảo hợp đồng cũng cần hoãn lại nếu có thể, vì vận khí của ngày này không ủng hộ cho sự thành công. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu thì ngày mùng 3 âm lịch có thể mang lại cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Những kế hoạch cá nhân như đi du lịch, tham gia hoạt động xã hội cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những sự cố nhỏ hoặc bất tiện không mong muốn. Về tài lộc, tài lộc trong ngày mùng 3 âm lịch không được thuận lợi. Cô bác cần cẩn trọng trong việc chi tiêu và quản lý tài chính. Những ai đang đầu tư kinh doanh nên tránh đưa ra quyết định mở rộng hay đầu tư lớn, bởi trong ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các vấn đề phát sinh ngoài dự tính. Nếu cô bác đang có kế hoạch mua sắm hay đầu tư lớn thì nên hoãn lại sang những ngày tốt hơn để tránh gặp rủi ro không đáng có. Với những người đang nghỉ hưu thì ngày này có thể gặp phải những khoản chi tiêu không mong muốn hoặc bị ảnh hưởng bởi các khoản phí phát sinh từ con cháu. Cô bác nên chú ý giữ vững lập trường, tránh bị chi phối bởi những yếu tố ngoại cảnh khiến tình hình tài chính gặp khó khăn. Về gia đạo, trong ngày mùng 3 âm lịch có thể không mang lại bầu không khí vui vẻ như mong đợi. Các thành viên trong gia đình có thể dễ xảy ra những xung đột và hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt, mối quan hệ giữa cô bác với con cháu có thể gặp một số vấn đề nhỏ do sự khác biệt về quan điểm sống, thế hệ. Đây không phải là ngày tốt để bàn luận về những chuyện quan trọng trong gia đình. Những quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tạo ra mâu thuẫn. Cô bác nên giữ bình tĩnh, lắng nghe và giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng để tránh gia tăng căng thẳng. Về sức khỏe, ngày mùng 3 âm lịch sức khỏe của cô bác cần được chú ý. Đặc biệt đây là thời điểm dễ gặp các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc các bệnh về xương khớp do thời tiết thay đổi. Cô bác cần chú ý chế độ ăn uống, tránh ăn những thức ăn lạ hoặc khó tiêu. Việc nghỉ ngơi đầy đủ và giữ gìn thân thể ấm áp cũng rất quan trọng để tránh những cơn đau khớp hoặc cảm lạnh. Ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch, tức ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Quý Dậu, hắc đạo trực bế, không nên làm những việc quan trọng. Ngày mùng âm lịch là ngày đại kỵ, rất dễ gặp khó khăn trong mọi việc. Về sự nghiệp, ngày mùng 5 âm lịch là ngày có vận khí rất xấu, do đó những cô bác tuổi Mậu Tuất còn đang làm việc cần tránh tiến hành các công việc lớn, đặc biệt là những công việc liên quan đến tài chính, hợp đồng. Dễ có khả năng gặp phải những sai sót hoặc những tình huống không mong đợi, gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu bắt buộc phải làm việc. Cô bác nên hết sức cẩn trọng, rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết để tránh sai lầm. Đây cũng không phải là thời điểm phù hợp để khởi động các dự án mới hoặc hợp tác với đối tác mới. Về tài lộc, ngày mùng 5 âm lịch là ngày xấu về tài lộc. Cô bác cần tránh chi tiêu lớn hoặc thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng. Nếu có kế hoạch đầu tư hay mở rộng kinh doanh, hãy tạm hoãn hoặc cân nhắc kỹ lưỡng, bởi ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các sự cố liên quan đến tiền bạc. Đặc biệt, cần tránh vay mượn hoặc cho vay tiền trong ngày này để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính có thể không ổn định, các khoản thu nhập từ con cháu hoặc trợ cấp có thể gặp chút trục trặc, gây ra tình trạng tạm thời thiếu hụt tài chính. Đây là lúc cô bác cần quản lý tài chính một cách cẩn trọng hơn để tránh các rủi ro không mong muốn. Về gia đạo, ngày mùng 5 âm lịch có thể mang lại không khí căng thẳng trong gia đình. Cô bác có thể gặp phải những xung đột nhỏ với con cháu do sự khác biệt trong quan điểm sống hoặc những bất đồng về việc chăm sóc, nuôi dạy thế hệ sau. Nếu không khéo léo xử lý, những mâu thuẫn này có thể leo thang và gây ra những tổn thương tâm lý cho các thành viên trong gia đình. Do đó, cô bác cần giữ bình tĩnh, lắng nghe và thấu hiểu, tránh nóng giận hoặc áp đặt quan điểm cá nhân lên con cháu. Về sức khỏe, ngày này, sức khỏe của cô bác tuổi Mậu Tuất cũng dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch hoặc huyết áp cao, cần tránh làm việc căng thẳng hoặc quá sức. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc bản thân. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và phòng ngừa kịp thời những vấn đề tiềm ẩn. Ngày 11 tháng 10 âm lịch, tức ngày 11 tháng 10 năm 2024 dương lịch, ngày Kỷ Mão, hắc đạo trực định, không may mắn để làm những việc quan trọng. Ngày 11 âm lịch là ngày xấu, hãy cẩn thận trong mọi quyết định. Về sự nghiệp,
Đối với những cô bác tuổi Mậu Tuất vẫn đang làm việc, thì ngày 11 âm lịch là ngày mà mọi quyết định cần phải thận trọng. Công việc có thể gặp phải những trở ngại không lường trước được hoặc bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh, gây ra sự chậm trễ, sai sót. Cô bác nên tránh ký kết hợp đồng hay đưa ra quyết định quan trọng trong ngày này, vì có thể gặp phải các rủi ro về pháp lý hoặc tài chính. Đây là thời điểm tốt để xem xét lại kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp hơn, thay vì tiến hành các bước đột phá. Về tài lộc, tài lộc trong ngày này không thuận lợi. Những cô bác đang kinh doanh nên thận trọng với các quyết định đầu tư, mở rộng kinh doanh, vì ngày 11 âm lịch có thể mang lại những rủi ro về tiền bạc, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà cô bác chưa có kinh nghiệm hoặc thiếu sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu có thể, nên tạm dừng các hoạt động đầu tư lớn và dành thời gian để tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Về gia đạo, ngày 11 âm lịch cũng là ngày dễ xảy ra những xung đột nhỏ giữa các thành viên. Những mối quan hệ giữa cô bác và con cháu có thể gặp chút trắc trở do sự khác biệt trong cách nhìn nhận cuộc sống. Đây là thời điểm mà sự nhẫn nhịn và thấu hiểu sẽ giúp duy trì hòa khí trong gia đình. Nếu có thể, cô bác nên tránh thảo luận các vấn đề quan trọng. Thay vào đó, hãy dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác trong ngày 11 âm lịch có thể không ổn định, đặc biệt là đối với những ai có tiền sử bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc huyết áp. Việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tránh các món ăn nhiều dầu mỡ và đồ ăn cay nóng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của cô bác trong giai đoạn này. Đồng thời, cô bác cần chú ý đến giấc ngủ, tránh thức khuya và giữ cho tinh thần thoải mái. Ngày 23 tháng 10 âm lịch là ngày xấu, tức ngày 23 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Tân Mão, hắc đạo trực định, không thuận lợi để thực hiện những dự định quan trọng, dễ gặp khó khăn về sự nghiệp và sức khỏe. Về sự nghiệp, ngày 23 âm lịch là một ngày mà cô bác tuổi Mậu Tuất cần cẩn trọng trong mọi quyết định liên quan đến công việc. Những cô bác vẫn đang tham gia công việc có thể gặp phải khó khăn và trở ngại không mong muốn, làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả công việc. Đây không phải là thời điểm tốt để tiến hành những cuộc họp quan trọng hoặc ký kết hợp đồng. Cô bác nên hạn chế các quyết định mang tính chất bước ngoặt và tìm cách hoàn thiện những nhiệm vụ còn tồn đọng. Nếu cảm thấy bối rối hoặc thiếu tự tin trong công việc, hãy tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp hoặc cấp trên để có thêm góc nhìn và hướng giải quyết. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, ngày này có thể mang lại cảm giác bức bối hoặc thiếu hài lòng với những hoạt động hiện tại. Có thể sẽ xuất hiện những sự cố trong việc quản lý tài chính cá nhân hoặc dự án mà cô bác đang tham gia. Lời khuyên dành cho các cô bác là nên giữ tinh thần lạc quan và tìm cách giải quyết các vấn đề một cách khéo léo, tránh để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Về tài lộc, ngày 23 âm lịch tài lộc không được thuận lợi, cô bác cần chú ý hơn trong việc quản lý tài chính, tránh những giao dịch lớn hoặc đầu tư không chắc chắn. Ngày này không thích hợp cho các quyết định tài chính quan trọng, bởi rất dễ xảy ra rủi ro hoặc những mất mát không đáng có. Nếu có những khoản thu nhập từ đầu tư hoặc công việc, cô bác nên kiểm tra kỹ lưỡng và đừng để cảm xúc dẫn dắt quyết định tài chính. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính có thể gặp khó khăn, các khoản trợ cấp hoặc nguồn thu nhập từ con cháu có thể không ổn định. Lời khuyên là cô bác lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh xa những cám dỗ mua sắm không cần thiết trong giai đoạn này. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn và kiểm soát tài chính là chìa khóa để vượt qua những khó khăn này. Về gia đạo, ngày 23 âm lịch cũng có thể gây ra những căng thẳng trong gia đình. Những cuộc tranh cãi nhỏ có thể xảy ra giữa các thành viên, đặc biệt là giữa cô bác với con cháu. Những bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy và chăm sóc có thể khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Do đó, cô bác cần tránh đưa ra những lời chỉ trích hoặc áp đặt quan điểm của mình. Thay vào đó, hãy khuyến khích việc lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất. Nếu có thể, hãy dành thời gian thư giãn cùng gia đình, tham gia các hoạt động chung để cải thiện bầu không khí trong gia đình. Những buổi trò chuyện cởi mở, chân thành có thể giúp xoa dịu những căng thẳng, tạo nên sự gần gũi và gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác tuổi Mậu Tuất cần được chú ý trong ngày này. Đây có thể là ngày dễ gặp phải những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý như căng thẳng, lo âu. Những người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp cũng nên cẩn trọng, vì dễ xảy ra tình trạng căng thẳng, làm tăng huyết áp. Hãy nhớ rằng, việc giữ tinh thần thoải mái, lạc quan là rất quan trọng. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Ngoài ra,
cô bác nên chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, tránh xa những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Việc duy trì lối sống lành mạnh không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn cải thiện tâm trạng, giúp tinh thần thoải mái hơn. Quý cô bác tuổi Mậu Tuất sinh 1958 thân mến, bên cạnh việc biết trước được những ngày tốt xấu trong tháng 10 âm lịch 2024, cô bác cũng nên quan sát kỹ xung quanh mình xem có xảy ra những hiện tượng sau đây hay không, vì nó chính là những dấu hiệu cảnh báo xấu cho tài vận và gia đạo của quý cô bác trong tháng 10 âm lịch. Cô bác hãy cùng theo dõi ngay những dấu hiệu tâm linh cảnh báo xấu cho con giáp tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Các cô bác đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, do đó cần phải tinh tế và nhạy cảm với những dấu hiệu tâm linh xung quanh. Những dấu hiệu này không chỉ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp, tài vận, gia đạo và sức khỏe, mà còn có thể là những thông điệp từ vũ trụ, nhắc nhở các cô bác cần phải chú ý và điều chỉnh cuộc sống. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.